rồi, chắc này anh em vô tới bờ nữa rồi. Rồi, kiếm lên. Cho bọn nó giác to luôn. Giác mình đi. Giờ ta giác mình nước nó chảy tầm rem hết rồi. Hụt khi cá lên coi. Rồi, nay được gặp bà chủ nữa rồi. Gặp bà chủ được cá. Cứ mỗi ngày mỗi gặp chưa có lý à. Đó bà chủ. Đấy cái nhỏ kia nữa kìa mọi người. Kìa vỏ đẳng kìa tụi vậy. Tới có khoai. Cho chị đây. Gì? Tự nhiên cho chị cho gì? Trời ơi. Kêu là biết rồi. Được 30 kg khoai à. À chị ký ngon hơn qua hai bữa ba mấy ký à. Tăng trăm mấy chục ký. Ba mấy ký.